Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Trước mặt các bác đây là chiếc Gian Atex 620 đời 2021 với cải tiến hơn, đó là về lớp sơn, bộ chuyển động càng thụt cũng như cải tiến một số linh kiện chi tiết. Thì hôm nay em sẽ làm video gửi đến tất cả các bác để các bác hiểu rõ hơn về mẫu xe này. Hiện tại mẫu xe đặt Gian Atex 620 đời 2021 đang được shop 88 bán sale giảm giá 6.550.000 đồng, tăng kèm giá để nước, bình nước, chuông và chắn bùn. Đó, bây giờ em sẽ đi phân tích chi tiết mẫu xe này để các bác cùng hiểu rõ hơn. Gian Atex 620 đời 2021 đây, đấy, trước mặt các bác đây, đó là màu đen vàng chanh, thiết kế khung nhôm với mối hàn nhôm, đó là hàn vây cá các bác nhé. Các bác xem mối hàn vây cá này, còn đây là sơn xe màu vàng chanh này. Hệ thống dây của xe thì chiếc xe này sử dụng hệ thống dây đi ngoài, và xe có trang bị bộ chuyển động, đó là Shimano L1 nền Shimano các bác nhé, Shimano dạng TZ, cao hơn TZ một xíu. Và đằng trước sử dụng phủ đề Shimano Toley 3 tầng đĩa, 7 tầng níp và sử dụng líp Shimano. Máy ở sau là loại máy ở bạc đạn nhôm. Củ phanh là củ phanh cơ bóp má vanh. Củ phanh cơ bóp nhả đều hai má. Vành xe sử dụng vành gian nhôm hai lớp 26x1.95, với xăm đúc cũng là gian 26x1.95. Xe có sử dụng mở khóa nhanh ở cọc yên, cọc yên là yên nhôm, bên an nhựa đúc và yên là yên da mềm gian. Về phía trước chúng ta sẽ có bô tăng ghi đông đều là nhôm gian và tay đề dùng tay đề Shimano và có sừng. Tay nắm này sử dụng tay nắm loại dạng êm có vân để bám nó cầm nắm tốt hơn, và chuông độc quyền của gian. Phía trước thì chúng ta sẽ có sử dụng xe sử dụng bụng càng thép với tụt nhún là lò xo. May ơ trước cũng sử dụng may ơ, đó là bi bạc đạn này. Về phía bên này bác xem cụm phanh này, cụm phanh sử dụng phanh Zika các nhé, cụm phanh Zika và phanh đĩa. Đây là vân lốp của xe, vân lốp gian này, xong rồi sử dụng vân lốp bám đường rất là tốt. Cốt sử dụng bạc đạn các nhé, cốt giữa đúc rỗng bạc đạn. Đây là mẫu xe là màu size S, màu đen vàng chanh, và hiện tại shop 88 đang bán giá là 6.550.000 đồng. Và mẫu xe này cực kỳ rất là hot, nó thay thế cho cái mẫu gian Atex 610 rất là lâu đời của hãng và nâng cấp lên mẫu này, đó là cải tiến về nước sơn, xe có nhiều màu sơn hơn. Đó là màu xám, nó gọi là màu gì nhỉ, màu xanh gần như xanh lục bảo, nó gần gọi là pha giữa xanh lục bảo và xanh ngọc, màu đen vàng chanh và màu đen tuyền. Và xe này thiết kế thì sử dụng một số đồ như, tại sao nó đắt hơn những dòng khác thì sử dụng níp Shimano luôn, xích KMC chính hãng, đi cực kỳ bền và cao cấp, và xe được bảo hành chính hãng khung 5 năm phụ tùng 1 năm, có giấy bảo hành của hãng, nên các bác khi mua hàng yên tâm sử dụng. Nếu lỗi lầm gì của hãng các bác cứ mang qua em bảo hành. Còn mẫu xe này hiện tại giá rất là mềm êm, phù hợp với những bác nào mà đi thủ thể thao cơ bản tầm dưới 340 cây, cũng như các bạn học sinh. Bác nào cần mua xe alo trực tiếp hotline 0933 522 186 cũng như 0936 307 317. Mẫu xe gian thì có sẽ có size S, XS, M, và size M là to nhất, size M là cao trên 1m75, các bác đi size M. Còn S là cao từ 1m60 đến 1m75. Thì các bác nào phù hợp những dòng xe nào thì bác chọn size phù hợp. Cảm ơn các bác thời gian để xem video của em. Bác nào cần mua xe alo trực tiếp hotline 0933 522 186 cũng như 0936 307 317. Xin chào các bác.